Bà Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam, đội ngũ đứng sau mỗi buổi livestream có bị coi là đồng phạm. Trong mỗi lần, lên sóng, ngoài bà Phương Hằng là nhân vật chính, thì còn cả đội ngũ hỗ trợ. Vậy tình huống pháp lý đưa ra, liệu nhóm người hỗ trợ có thể bị coi là đồng phạm? Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trong suốt thời gian dài vừa qua, nữ doanh nhân đã liên tục phát trực tiếp lên mạng xã hội để bóc phốt rất nhiều nghệ sĩ và cho rằng họ ăn chặn từ thiện và các vấn đề khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã có kết luận, những cáo buộc đó không đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Trong mỗi lần lên sóng, ngoài bà Phương Hằng là nhân vật chính, thì còn cả đội ngũ hỗ trợ. Vậy tình huống pháp lý đưa ra, liệu nhóm người hỗ trợ có thể bị coi là đồng phạm? Cơ quan điều tra đọc các quyết định khởi tố với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo luật sư Phạm Hồng Kiên, Giám đốc Công ty Luật Cán Cân Việt, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, rất có thể cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của các đồng phạm liên quan. Cụ thể, cơ quan điều tra có thể rà soát lại các buổi phát trực tiếp, các hoạt động thu thập thông tin trái phép, những ngôn ngữ, hành động của nhóm người trong suốt thời gian qua. Cơ quan điều tra sẽ đánh giá những hệ lụy đã gây ra đối với xã hội, tổ chức cá nhân để làm căn cứ xử lý vụ án. Đối với người có hành vi vi phạm, xúi dục, kích động người khác cùng thực hiện hành vi vi phạm thì sẽ được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Những người có cùng ý chí thực hiện hành vi tội phạm sẽ được xác định là đồng phạm. Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam? Chân dung nữ CEO Nguyễn Phương Hằng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt nghệ sĩ và cá nhân đã gửi đơn tố cáo trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với tội danh bị khởi tố, bà Hằng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù. Cụ thể, tội danh và hình phạt được Bộ Luật Hình sự quy định như sau. Theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau. 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 tháng 7 năm. Toàn cảnh vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, hé lộ những tình tiết bất ngờ. Xem tất cả thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam. Toàn bộ diễn biến liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam, bị bắt tạm giam, khởi tố. Diễn biến vụ việc, chiều ngày 24 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bà Nguyễn Phương Hằng tại Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện việc khám xét nhà bà Hằng tại số 17 đến 19 Ngô Đức Kế và căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông, quận 3. Công an và kiểm sát viên rời khỏi nhà bà Hằng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Lực lượng công an, cảnh sát cơ động được huy động để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét. Công an thiết lập rào chắn khúc giao Nguyễn Thông Điện Biên Phủ, ngã tư Ngô Thời Nhiệm Nguyễn Thông, cách nhà bà Phương Hằng 500 mét. Căn biệt thự cũng là địa điểm mà bà Nguyễn Phương Hằng hay tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội, có mời một số người đến cùng tham dự. Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Hình ảnh bà Hằng tại cơ quan công an. Trước đó,
ngày 11 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, để phục công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phản ứng của những người tố cáo. Trong thời gian qua, nhiều cá nhân đã làm đơn tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Những người tố cáo bà Hằng có thể kể đến như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên, ca sĩ Vi Oanh, nhà báo Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, nhà báo Hàn Ni, báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước thông tin bà Hằng bị bắt tạm giam, nhiều nghệ sĩ cũng có cách phản ứng khác nhau. Vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên giữ thái độ im lặng, không đăng đàn trên trang cá nhân. Chia sẻ với Thanh Niên, cầu thủ Công Vinh xác nhận anh đã biết thông tin trên thông qua báo chí. Thủy Tiên và Công Vinh không tỏ thái độ ăn mừng mà chỉ khẳng định, chúng tôi tin vào sự thượng tôn pháp luật. Thủy Tiên là một trong những sao bị bà Phương Hằng liên tục nhắc tên trên Livestream, tố cô ăn chặn tiền từ thiện. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra và trả lại sự trong sạch cho Thủy Tiên. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức chia sẻ bức ảnh đang mở tiệc cùng lời hứa, vâng. Tối nay Hưng sẽ hát nha, thể hiện niềm vui sướng cực độ sau nhiều ngày bị réo tên vào những ồn ào không đáng có. Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ Vi Oanh chia sẻ hình ảnh bài viết bà Phương Hằng bị bắt giam cùng lời bộc bạch, em xe trước cái vì đang kẹt cho con ngủ các bác ạ, để mọi người gọi em cháy máy, nổ inbox rồi. Rồi ngày đó cũng đã tới. Vi Oanh từ trước đến nay vẫn luôn trấn an mọi người tin tưởng vào pháp luật Việt Nam và cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Những tổn thương, vu khống của Vi Oanh và gia đình cũng như các bị hại khác phải gánh chịu đã được cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và bù đắp. Cái ác sẽ phải trả giá, rồi tới đây sẽ còn nhiều kịch hay nữa, mọi người cứ đón xem. Hoan hô pháp luật Việt Nam, em sẽ tâm sự cùng cả nhà sau nha.